Giới chức Ấn Độ cho biết là có ít nhất 22 người tử vong do suy tim được ghi nhận trong một ngày trong đợt không khí lạnh tăng cường tại thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh. Theo số liệu của Viện Tim Mạch LPS, thì trong ngày 5 tháng 1, phòng cấp cứu và khám ngoại trú của Viện đã tiếp nhận 723 bệnh nhân tim mạch, trong đó thì có 7 bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị và 15 bệnh nhân khác đã qua đời khi đang trên đường tới bệnh viện. Các bác sĩ cho rằng do đợt không khí lạnh hiện nay khiến nhiều người tăng huyết áp đột ngột dẫn tới đau tim. Các chuyên gia y tế khuyến nghị là người dân, kể cả những người trẻ tuổi, nên giữ ấm và ở trong nhà.